chào quý vị và các bạn đến với chương trình Vận động Tiền, nơi chào nông nghiệp từ một trong những chương trình hấp dẫn nhất của đài truyền hình Đức. Đây là tòa vị chính Canstad, nơi diễn ra cuộc thi ngày hôm nay với đội Canstad, với đội có tên dài lằng ngoằng Via Team Hem Missingen. Hôm nay chúng tôi có một chương trình rất đặc biệt để đem đến quý vị và các bạn. Xin chào mừng đến với chương trình mang tên Vòng quanh thế giới trong 60 phút. Chẳng hạn như đi vòng quanh quả địa cầu này. Và cả cái này nữa. Chúng ta có thể phân biệt rõ ràng đội Via Team Hem Missingen trong ảo cam và có ký hiệu BB. Còn đây là đội Canstad, đội chủ nhà. Để đi vòng quanh thế giới trong 60 phút, chúng ta thực sự phải di chuyển rất nhiều. Và đã đến lúc chúng ta bắt đầu cuộc thi. Yêu cầu của cuộc thi chắc chắn các bạn cũng đã thấy, mỗi đội phải cuộn tấm băng đồ càng nhanh càng tốt. Cặp đấu thủ này đến từ Via Team Hem Missingen đang hối hả thực hiện công việc. Cũng không thể không nói đến cặp này của đội chủ nhà Canstad. Họ dùng một phương pháp khác hẳn nhưng dường như ít hiệu quả hơn. Giờ đội Via Team Hem Missingen đã cuộn xong, những gì họ phải làm bây giờ là nhét thế giới vào vali. Khi họ đưa tấm bản đồ vào và đóng hết vali lại thì cuộc thi sẽ kết thúc. Lúc này họ đang vật lộn với công việc. Các bạn có thể thấy tấm bản đồ khá nặng. Nếu như có việc đi vòng quanh thế giới, chắc tôi không dùng đến tấm bản đồ đã đâu. Vâng, cuộc thi đã kết thúc và đội Via Team Hem Missingen giành được chiến thắng. Trong khi đó đội Canstad nhận thấy thế giới sao mà rộng lớn đến thế. Von mir den Wirrwarr. Tuy nhiên đội Canstad vẫn không chịu bỏ cuộc. Họ cố gắng nhét tấm bản đồ vào vali. Ồ, nhưng kích thước của chúng không thích ứng một chút nào. Trọng tài công bố kết quả, dân chiến thắng cho đội khách, 2 điểm đầu tiên cho đội Via Team Hem Missingen trong cuộc thi ngày hôm nay. Một chút nữa tôi sẽ nói cho các bạn biết về luật chơi và hệ thống tính điểm của chương trình vận động ngày hôm nay. Aus Bietigheim Bissingen können also sofort mit 2 Punkte den Angriff starten. Những người đang đu đưa này là những thí sinh trong cuộc thi kế tiếp mang tên nghệ thuật hái dừa. Con vật duyên dáng này sẽ cung cấp những quả dừa. Chúng ta hãy chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Trước khi bắt đầu, tôi cần phải lưu ý rằng trong chuyến đi vòng quanh thế giới của chương trình vận động trường, chúng ta sẽ nhìn thấy được nhiều thứ, tưởng tượng nhiều hơn là có trong thực tế. Dĩ nhiên, đây lại là điều mà khán giả muốn thấy. Bởi ý định của vận động trường là đem đến những ý tưởng mộng mĩnh. Zuzuspielen, die die Bälle dann hier in den bereitgestellten Torkasten reinlegt. Aber zuerst noch ein wichtiges. Các đội thủ đến từ Via Team Hem Missingen đang chơi quân bài của mình. Đã đến lúc tôi phải cho các bạn biết về hệ thống tính điểm trong cuộc thi ngày hôm nay. Đội nào đặt cược và thắng trong trò chơi đó thì số điểm sẽ gấp đôi. So, mein lieber Orang-Utan, jetzt gilt's. Achtung! 3, 2, 1. Đây là ý tưởng đằng sau cuộc thi vòng quanh trái đất. Khi đến một nơi nào đó ở châu Phi, bạn có thể tìm thấy một cây dừa thật cao với một con khỉ đang ngồi trên ngọn. Con khỉ rất thân thiện đến nỗi nó muốn cho bạn có nhiều thứ để ăn. Vì vậy, nó ném những trái dừa đó xuống đất. Những gì các bạn phải làm là đón những quả dừa. Ai cũng biết đây là loại trái cây giúp cho chúng ta không bị đói và cả khát nữa. Chúng ta có thể thấy dừa là những quả bóng. Các bạn nam phải đánh đầu để cho các bạn nữ trong đội bắt gọn. Giới hạn về thời gian là 2 phút và đội thắng cuộc sẽ là đội có số dừa nhiều nhất. Vừa rồi các bạn thấy một quả bóng được đánh đầu thẳng vào rổ, như vậy là nó không được tính.
Tôi cho rằng những nhà tổ chức không biết một quả dừa nặng bao nhiêu và nó cứng đến cỡ nào. Vì vậy, ước tính đánh đầu quả dừa quả là táo bạo phải không các bạn? Rồi Vietinham Bissingen có vẻ như làm rất tốt. Lẽ đương nhiên họ phải thi đấu thật tốt bởi đã đặt cược ở cuộc thi này. Nhân tiện, tôi xin nói rõ về luật chơi. Thông thường có 11 nội dung trong mỗi chương trình dự đấu trường. Cuộc tranh tài giữa hai thị trấn với nhau. 2 điểm cho mỗi cuộc thi trong 10 nội dung. Thêm vào đó có một cuộc thi đặc biệt nhưng một lát nữa tôi mới nói đến. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất đối với 2 điểm cho một cuộc thi là khi một đội đánh quân bài của mình. Mỗi đội chỉ có được một lần duy nhất mà thôi. Nếu như bạn thắng trong lần đặc biệt đó, bạn sẽ được gấp đôi số điểm. Và nếu thất bại, dĩ nhiên bạn sẽ chẳng được điểm nào. Lúc này giai đoạn 1 của cuộc thi gần đến hồi kết thúc. Dần giới hạn 2 phút đã hết. Chúng ta hãy xem đội khách Vietinham Bissingen nhặt được bao nhiêu quả bóng nhé. Cái tên Vietinham Bissingen dài lần hoàng làm sao. Xin phép quý vị, từ thời điểm này trở đi tôi sẽ gọi họ là đội khách, hoặc hai chữ cái đầu là BB. Bây giờ chúng ta hãy xem họ đếm đến con số nào rồi. 18 20 22 24 26 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Bälle. 40 quả dừa cả thể. Có vẻ như đây là con số tương đối tốt trong khoảng thời gian 2 phút. Và đó cũng là cột mốc để đội chủ nhà Kai Park phải vượt qua. Achtung! Đây là chúc mừng thân yêu của đội Kansas. Nếu như bạn là một cầu thủ bóng đá thì sẽ rất có lợi trong cuộc thi này. Với kỹ thuật bắt đầu như vậy, anh sẽ đem về cho đội Kansas nhiều quả bóng. Cả cô gái cũng vậy, cô bắt bóng rất chính xác, nhưng dù sao độ định và diễn chuyển cũng không bằng như trong giai đoạn này. Quả này không được tính cho đội Kansas. Theo tôi không cần thiết phải cố làm sao thực hiện một quả đánh đầu cho thành bất ngờ. Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ họ bị bội thực vì ăn quá nhiều dừa rồi chăng? Hãy thử tưởng tượng bạn ăn dừa liên tục trong 4 ngày và trong ngày thứ 5 khi ăn sáng bạn cũng chỉ nhớ dừa. Thật ngán phải không các bạn? Dường như rắc rối xuất phát từ anh chàng đánh đầu những quả bóng. Con khỉ đang ném những quả dừa xuống đều đặn, nhưng khâu độ đầu bắt đầu có sự lung tung. Mười giây cuối cùng và tôi cho rằng đội Kansas rất khó có cơ may giành chiến thắng. Giờ anh chàng của đội Kansas đang bị đau đầu. Các bạn hãy tưởng tượng chúng ta sẽ có cảm giác như thế nào nếu như đó là những quả dừa. 34 Bälle hörte ich gerade von unserem Schiedsrichter, das wären also 6 weniger. Aber wir zählen natürlich. Bây giờ giám khảo đang bắt đầu đếm số quả dừa mà đội Kansas có được. 8 10 12 14 16 18 20 22 24, 26, 28, 29, 32, 33, 34. Tất cả là 34 quả dừa. Như vậy là đội khách đã gia tăng điểm số lên nữa.
Do đặt cược vào cuộc thi này nên họ được 4 điểm thay vì 2. Sẽ chắc chắn hơn khi họ công bố số lượng. Dân 34 quả cả thảy. Như vậy là lúc này đội Viatinhen Wissingen được 6 điểm, còn Karlstadt vẫn chưa có điểm nào. Rõ ràng đội Karlstadt không hài lòng với tình thế đó, và họ dự định làm một điều gì đó thật lớn lao, đó là tung quân bài của mình. Điểm dừng chân thứ 3 trong chuyến đi vòng quanh thế giới hôm nay là Mexico, và không biết hai đội sẽ làm như thế nào để di chuyển đến đó từ châu Phi. Hãy để cho ban tổ chức sắp xếp chuyến đi như thế nào nhé. Tôi xin nói một chút về cuộc thi sắp tới. Mỗi nhân vật này tượng trưng cho một cây sinh rồng, một của đội Karlstadt còn một của đội Viatinhen Wissingen. Đây là cách bố trí cho cuộc thi, và tôi tin chắc rằng các bạn đang dắt óc suy nghĩ không biết cái gì sắp sửa xảy ra phải không. Tôi sẽ dành thời gian lâu hơn cho các bạn suy đoán. Người đứng trong cây sinh rồng sẽ không trông thấy cái gì cả, và sau khi đi vòng quanh các trọng tài, họ cần phải xác định đúng hướng đi. Thêm vào đó, họ phải lần lượt đến cho đồng đội của mình và nhặt một cánh hoa. Đồng đội có thể trợ giúp bằng cách chỉ đường cho anh ta. Mỗi đồng đội có 4 bông hoa, như vậy cây xương rồng phải đi 4 vòng. Đội thắng cuộc là đội có cây xương rồng thu lượm được 12 bông hoa trong thời gian ngắn nhất. Ý tưởng cho cuộc thi này thậm chí còn xa lạ hơn so với cuộc thi trước, bởi có bao giờ các bạn nghe đến một cây xương rồng biết đi chưa? Tôi không phải là một chuyên gia sinh vật nên không biết chúng có bao nhiêu loại. Chỉ biết rằng xương rồng có rất nhiều gai, và nếu như chạm vào chúng thì ngón tay của bạn sẽ bị gai đâm. Nếu như có một bông hoa nào rơi thì nó sẽ được gắn lại, và đó là lý do tại sao các trọng tài chạy ra phía sau mỗi cây xương rồng. Rõ ràng cây xương rồng của đội Karlstadt không biết rằng anh ta đã hoàn tất 4 vòng với thời gian là 1 phút 17 giây. Các bạn hãy xem hôn một cây xương rồng trong khổ sở làm sao. Người dẫn chương trình Edhard Keller tránh đường thật nhanh, rõ ràng anh không hề thích thú với việc va chạm vào những cây xương rồng. Cuối cùng thì đội Viatinhen Wissingen cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kết quả không được như ý muốn. Chúng ta hãy kiểm tra thời gian xem sao. Dân đội Karlstadt đã giành thắng lợi với 1 phút 17 giây. Do Karlstadt đặt cược vào trò chơi này nên họ được số điểm gấp đôi. Như vậy, sau nội dung thi này, đội khách Viatinhen Wissingen được 6 điểm, còn Karlstadt được 4 điểm. Các bạn có thể nhận thấy hai đội đã tận dụng lần đặt cược duy nhất của mình rồi chứ. Từ Mexico, chúng ta sẽ chuyển đến nước láng giềng. Các bạn đã đoán ra nơi nào chưa? Dân đó là nước Mỹ. Hai chàng trai này sẽ đại diện cho biểu tượng của nước Mỹ, chú Sam. Xin mời quý vị đến với cuộc thi thứ tư. Khán giả tự hỏi không biết họ lấy được chiếc nón này ở đâu vậy? Những gai nhọn trên cái nón có một công dụng rất đặc biệt, và một lát nữa các bạn sẽ thấy. 3, 2, 1, los geht's. Trò chơi như thế này, mỗi chú Sam sẽ nhặt bong bóng càng nhiều càng tốt trong chiếc nón của mình. Những quả bong bóng được chứa đầy nước. Tôi không hiểu tại sao chú Sam của đội Karlstadt lại cứ đứng lên hồi xuống để ném bóng bóng vào trong. Luật chơi không bắt buộc như vậy. Có vẻ như phương pháp này không làm cho công việc dễ dàng hơn. Bây giờ các bạn có thể thấy rõ công dụng của những chiếc que nhọn trên nón rồi chứ. Bạn sẽ không gặp may nếu như một quả bóng nào đó chạm vào que nhọn.
Dĩ nhiên bong bóng đó không được tính. Đội Giantin Hembisingen đang bước sang mở vòng bóng kế tiếp. Như vậy có nghĩa là các đối thủ của đội Kazakhstan đã mất nhiều thời gian bởi động tác đứng lên cho mỗi lần ném, và thậm chí có vẻ như khiến cho công việc ném không được chính xác nữa. Nhưng đến lúc này thì đội Giantin Hembisingen cũng đã mất khá nhiều thời gian. Cuộc thi này không hề dễ dàng như người ta tưởng. Bạn phải giữ được cái nón có kích thước khác thường luôn ở trên đầu và phải đưa một vật khác vào trong nó. Nếu tôi là các thí sinh thì tôi sẽ không bắt đầu bằng những quả trứng đầu. Không biết là tôi đã báo cho các bạn biết giới hạn của cuộc thi này là 2 phút rưỡi chưa? Đội thắng cuộc chính là đội có được số bong bóng nhiều nhất trong khoảng thời gian đó. Đối thủ của đội Kazakhstan vẫn đang tiếp tục đứng lên ngồi xuống. Tôi tự hỏi không hiểu điều gì khiến cho anh ta có ý tưởng như vậy. Theo tôi chẳng hiệu quả một chút nào. Giờ thời điểm này anh để mất bong bóng nhiều hơn là số đang có. Xin cảm ơn hai đội. Thời gian 2 phút rưỡi đã hết. Bây giờ chúng ta hãy đếm số bong bóng nhé. Dù sao, tôi vẫn nghĩ rằng đội thắng cuộc sẽ là Giantin Hembisingen. Balance hier oben, bisschen Streifen haben lassen, damit er eine kalte Dusche bekam. Một giọt nước đang chạy trên lưng thí sinh của đội Kazakhstan. Zunächst ein Ball auf Außen, der nach dem Tisch noch eingefallen ist. Er zählt also nicht. 1, 2, 3. Ông ta cho biết một quả bong bóng lọt vào trong chiếc nón sau tiếng còi. Như vậy, dĩ nhiên là nó không được tính. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dân số bong bóng tổng cộng của đội Kazakhstan là 23. Und zählen die rosa-roten und orangen Luftballons von unserem Anker. Bây giờ tôi để cho các bạn đếm nhé. Aus Bietigheim. Khán giả tại Kazakhstan hưởng ứng rất nhiệt tình. 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Không ai nghi ngờ gì về kết quả đội khách nhặt được nhiều bóng bóng hơn. 31, 32, 33, 34. Aber jetzt nochmal die exakten Zahlen für die Luftballons. 36 gegen Nummer 23. Die beiden Punkte gehen nach. Con số chính xác là dân 36 cho đội khách so với 23 của đội chủ nhà. Như vậy thêm 2 điểm cho đội Giantin Hembisingen và họ đã gia tăng cách biệt lên 8-4. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình, hãy hướng về phương bắc đến Alaska, vùng đất của những người Eskimo. 3, 2, 1. Cuộc thi này của chương trình vận động trường cho ta thấy người Eskimo câu cá như thế nào. Con cá được treo sẵn và nó đang chờ đợi người ta bắt đi. Và bây giờ các bạn có thể thấy người ta bắt cá như thế nào. Ồ, tướng đi giống như những chú vịt làm sao. Các đối thủ phải di chuyển thật nhanh trong đôi giày tuyết giống như thế này, đặc biệt là ở một nơi chẳng có một chút tuyết. 5 con cá đầu tiên được treo trong tủ đựng thức ăn. Bây giờ chàng trai này quay trở lại để lấy thêm cá. Tổng cộng có 5 mớ cá mà hai đội phải thu gom.
Trong khi đó, người Eskimo của đội Biatinham Bissingen chỉ mới bắt đầu kết loạt cá đầu tiên. Với tốc độ này, bóng tối mùa đông sẽ kéo dài, bao trùm lấy anh ta trước khi số cá được gom lại đầy đủ. Dân có một cái gì đó chưa được gỡ ra, một trong những cái cọc, không biết cái đó là cực bắc hay cực nam nữa. Không hiểu làm sao các đối thủ của đội Biatinham Bissingen không được thoải mái lắm trong đôi giày tuyết, nhưng đối với đội Kansas lại là chuyện khác. Tôi tự hỏi không biết anh ta có bao giờ đi nghỉ đông ở đó chưa. Hãy xem cách anh ta di chuyển, tôi chắc rằng anh ta đã quen với việc này rồi. Tuy nhiên, thực sự là người Eskimo câu cá bằng cách đục lỗ trên mặt băng, sau đó đưa dây câu vào đó. Tôi cam đoan rằng họ sẽ rất thích thú nếu như bắt được cá. Nhưng không phải chỉ có một con đâu nhé, mà đến 5 con đấy. Những con cá xem ra rất hài lòng về thân phận của mình. Chúng không hề quan tâm đến việc bị bắt. Điều này làm tôi chợt nhớ đến những công việc phục vụ cho chương trình Vườn Động Cơ. Do đó những chi tiết lạ mắt như thế này khiến cho hoạt cảnh càng thêm thú vị. Những nghệ nhân đã tạo ra những bộ trang phục lộng lẫy, các đậu cụ và trên hết là những con thú có hình dáng thật kỳ lạ. Ô, việc đem những con cá về cũng không phải là dễ dàng đâu nhé. Không hề có giới hạn về thời gian trong cuộc thi này. Một cuộc đua đơn giản để xem đội nào về đích trước với 25 con cá. Người Eskimo của đội Kansas dường như đang hối hả chạy. Xin cam đoan nếu như đến Alaska thì anh ta sẽ nhanh chóng kiếm được việc làm đấy. Đây là mớ cá cuối cùng. Tủ đựng thức ăn đã đầy, như vậy đội Kansas giành được chiến thắng. Còn người Eskimo của đội DB vẫn đang ở phía sau. Người Eskimo của đội khách mất đến 3 phút 59 giây để đưa tất cả các số cá yêu cầu về đích, nhiều hơn 40 giây so với đội Kansas. Như vậy 2 điểm trong cuộc thi này thuộc về đội chủ nhà. Điểm số hiện giờ là 8-6 nghiêng về cho đội Biatinham Bissingen. Từ người Eskimo, bây giờ các đối thủ trở thành ngài thị trưởng đáng kính. Người đang giãy tay là ngài thị trưởng của đội Biatinham Bissingen. Các khán giả thường theo dõi chương trình sẽ biết ý nghĩa của ký hiệu này. Đó là chúng ta sắp sửa bước vào một trò chơi đặc biệt. Cái đặc biệt của một trò chơi đặc biệt chính là sẽ không hề có điểm. Nói một cách khác, kết quả trong cuộc thi này là không quan trọng. Thay vào đó là cơ hội để các đối thủ đạt được nhiều tiền thưởng, đến 3.000 mark đấy. Số tiền này sẽ được tượng trưng bằng những đồng tiền khổng lồ mà các bạn có thể nhìn thấy đang nằm trên mặt đất. Một chút nữa thôi các bạn sẽ thấy rõ những đồng tiền này hơn. Chúng có nhiều giá trị khác nhau từ 10 cho đến 500 mark. Có 70 đồng tiền tất cả, yêu cầu là phải nhặt càng nhiều đồng tiền càng tốt. Sau đó giá trị tượng trưng trên các đồng tiền sẽ được quy ra bằng tiền thật. Số tiền này sẽ được dành cho các tiện nghi công cộng của hai thị trấn từ sân chơi cho các trẻ cho đến những căn phòng mới ở thuộc diện của địa phương. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc chơi. Do đeo mặt nạ nên hai nhân vật này sẽ chẳng trông thấy cái gì cả. Điều này khiến cho họ sẽ gặp khó khăn hơn trong lúc thu lượm những đồng tiền. Sự trợ giúp cho phép là hai ngài thị trưởng ngồi trên lưng lừa và hai huấn luyện viên. Những người này sẽ kêu lớn để chỉ đường đi. Tôi không biết có điều luật cho phép chạm vào người nhặt tiền để đẩy anh ta đi đúng hướng hay không. Hai huấn luyện viên phải đứng sau giặt vôi trắng. Và dĩ nhiên, ngài thị trưởng phải luôn ở trên lưng lừa. Cuộc thi giới hạn trong 3 phút rưỡi, hai đội đang nhặt từng đồng tiền đều đặn xung quanh mình.
Bây giờ tôi có đến 2 phút rưỡi để kể cho các bạn biết về hai thị trấn tham dự chương trình vận động trường ngày hôm nay. Xin được bắt đầu từ đội chủ nhà Kansas. Để tôi lướt qua xem cuốn sổ ghi chú xem sao. Dân thị trấn Kansas thuộc Bavaria nằm dọc sông Main. Họ có một quảng trường chính trông rất ấn tượng nơi tổ chức chương trình vận động trường này. Kansas là một thị trấn khá cổ kính. Thực tế nó được hình thành từ đầu thế kỷ thứ 13 khi một giám mục của địa phương quyết định xây dựng một bức tường kiên cố nhằm ngăn chặn quân thù. Kể từ đó, ít có biến động lớn nào xảy ra tại thị trấn này. Năm 1802, nó là một phần của Bavaria, vẫn chưa được nét thơ mộng và im lìm bởi những pháo đài thời phong cổ còn dày dặn. Gần đây, nhiều ngành công nghiệp thiết lập công việc kinh doanh tại đây, trong đó có một công ty chuyên sản xuất kèn đồng. Tại Bavaria có rất nhiều ban kèn đồng và chắc chắn họ thực hiện công việc rất tốt. Lúc này không còn nhiều đồng tiền để cho các đối thủ nhặt nữa. Như vậy tốt nhất là tôi xin giới thiệu về thành phố có cái tên dài lằng ngoằng. Do đâu mà xuất hiện cái tên này? Thật ra cách đây vài năm có hai thành phố riêng biệt, Giatinhem và Bissingen. Sau đó chúng được sáp nhập lại với nhau nên có cái tên khá dài hay như vậy. Có một chi tiết thú vị là BB nằm dọc theo xa lộ 27. Các bạn có thể nhận thấy ra sự hấp dẫn đó chưa? Tôi xin thông báo luôn, nó cách Stuttgart khoảng 25 km về hướng Bắc. Giatinhem Bissingen có một quần thể các tòa nhà khá đẹp và cổ kính. Người ta đang nỗ lực để đảm bảo những tòa nhà này sẽ được bảo tồn cho những thế hệ kế tiếp. Mặt khác, BB có nhiều công trình được đánh giá cao. Một trong những điểm nổi bật ở thị trấn là chiếc cầu được xây dựng cách đây 90 năm, bắc ngang qua thung lũng Enz. Thời gian 3 phút rưỡi cho cuộc thi đã hết. Lần này các đồng tiền không được nhặt hết. Hãy xem số tiền của hai đội tìm được là bao nhiêu nhé. Edward Keller, người dẫn chương trình, đang hỏi huấn luyện viên đội Kansas liệu đội có lấy được đồng 500 mark hay không. Và dường như họ có đấy. Tôi phải giải thích để tránh sự hiểu lầm. Thực sự chẳng hề có đồng 500 mark đâu. Và cả những đồng 10 và 20 mark nữa. Hãy xem kết quả như thế nào nhé. Mal schauen, ob die Mannschaft aus Bietigheim-Bissingen ebenfalls Glück hatte, einen der großen goldenen Taler zu finden. Số tiền mà đội Kansas thu được là 1.420 mark. Còn đội khách được 1.470 mark, chỉ có cách biệt 50 mark giữa hai đội mà thôi. Tuy nhiên như tôi đã đề cập trước đó thì không hề có phần thưởng trong cuộc thi này ngoài số tiền thu được mà thôi. Và cuộc thi thứ 7 sắp sửa diễn ra. Có lẽ hôm nay tôi hơi nói quá nhiều, vì vậy tôi sẽ rút ngắn một chút ở những cuộc thi kế tiếp. Tôi tin chắc rằng các bạn đã nhận ra hai đội thực hiện chuyến đi đến đâu rồi chứ. Vâng, đó là nước Úc. Con kangaroo là con vật tiêu biểu của quốc gia này với cái túi rộng và đôi chân to tướng. Trong chúng thích được dưới da phải không các bạn? Nhưng theo tôi có vẻ như không phải là một ý tưởng hay để gần gũi với những con kangaroo bởi chúng rất thích đánh nhau. So, jetzt ganz locker, leicht und lässig lassen wir sie abtraben. Alles kontrolliert, Herr Dreifel. Cuộc thi này có hai phần, đội BB sẽ thi đấu trước. Erster Durchgang beginnt Bietigheim Bissingen. Beim Spielstand beginnt, mein Freund, beginnt beim Spielstand von 8-6. 3, 2, 1. Bây giờ thì các bạn đã biết yêu cầu của cuộc chơi rồi chứ? Có 12 quả bóng cần được nhặt lên và ném vào chỗ rào kính ở phía sau. Hãy xem họ chia sẻ những quả bóng này như thế nào nhé, và họ sẽ giúp đỡ đồng đội ra sao.
tất cả phụ thuộc vào các đối thủ. Yêu cầu đặt ra là các đối thủ không được phép sử dụng tay, bởi móng của những con kangaroo bám chặt vào cái túi và không được di chuyển, chỉ có vậy thôi. Câu hỏi đặt ra là nhóm kangaroo nào sẽ nhặt đủ 12 quả bóng trong thời gian ngắn nhất. Một chút nữa thì tôi đã quên, tôi sẽ không nói nhiều nữa và ngồi xuống để xem hai đội thi đấu như thế nào. Hy vọng rằng các bạn rất thích thú với những gì đang diễn ra trước mắt. Thật hài hước phải không các bạn? Tôi thích cái cách mà những chú kangaroo này di chuyển làm sao. Đội Vietinham Bissingen mất hết 2 phút 43 giây để nhặt 12 quả bóng. Và đó là giới hạn mà các khán giả cần phải đứng hàng. Khán giả truyền hình có thể theo dõi thời gian bằng đồng hồ điện tử ở phía dưới màn hình. 2 Minuten 43 Sekunden für WB und bei Ihrem Bildschirm läuft die Zeit mit. Sie können also mitverfolgen, wer in diesem Spiel Sieger wird. Achtung! 3, 2, 1. Đội Kansas bắt đầu. Quả bóng đầu tiên đã vào túi con kangaroo. Nó dừng lại để lấy quả thứ hai. Tôi cho rằng đây mới là phần vui nhất, đó là lấy quả bóng ra. Có vẻ như đội Kansas thực hiện công việc rất có hệ thống. Dĩ nhiên hai con kangaroo và đội nhặt quả bóng, bởi một con kangaroo không thể tự đưa bóng vào túi được. Nửa quãng đường đã trôi qua, với tốc độ này cho thấy cuộc thi sẽ hết sức quyết liệt. Xin đừng quên đội BB kết thúc công việc trong 2 phút 43 giây. Nhân tiện tôi xin nhắc lại điểm số trên đội hôm nay là 8-6 nghiêng về cho đội BB.
für đội Kansas, chắc chắn đội Kansas sẽ giành được chiến thắng. Sehen Sie, wie geschickt er die Beine ausstellt, um nicht in Kollision zu kommen. Giờ như vậy, họ đã thắng cuộc với thời gian 2 phút 25 giây. Các cổ động viên Kansas rất tự hào về những con kangaroo của mình. Họ lại được thêm 2 điểm nữa. Dân thời gian lại được khẳng định thêm một lần nữa. Như vậy điểm số bây giờ là 8 đều. Các cổ động viên cuồng nhiệt của Kansas rất hài lòng khi đội mình đã cân bằng điểm số sau những khởi đầu không mấy thành công. Và chúng ta sắp sửa có cái gì đây? Những gì chúng ta có giờ lúc này là các cô gái lắc dòng từ Honolulu, Hawaii. Aus Honolulu. Braun gebrannt, eine Seltenheit in unseren Gefilden. Achtung, 3, 2, 1. Nhiệm vụ mà các đối thủ phải thực hiện là lắc dòng suốt quãng đường quy định, rồi để lại cái dòng ở đích đến, sau đó trở về mức xuất phát để bắt đầu dở cái dòng mới. Hãy xem cô gái này đi như thế nào nhé. Chắc chắn cô đã trải qua vài ngày tập luyện nghiêm túc và tôi tin rằng những người khác cũng làm tốt như vậy. Dĩ nhiên, những đối thủ nào đã tập luyện mới tham gia vào cuộc thi, mọi thứ được xếp đặt đâu vào đấy giúp cho các huấn luyện viên có điều kiện chọn người một cách thích hợp cho mỗi cuộc thi, đồng thời giúp cho họ biết khi nào đặt được vào trò chơi. Ô, có vẻ như tôi nói hơi nhiều rồi, nhưng trước khi nói ít lại, tôi xin thông báo về giới hạn thời gian cuộc thi là 2 phút 15 giây. Đội nào nhặt được nhiều vòng nhất sẽ thắng cuộc. Dòng trở lại mức xuất phát bởi nó đã tuột xuống khỏi đầu gối trước khi cô đến cuối cái bục. Đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô gái khá mệt mỏi và cũng cho thấy bạn phải có kỹ thuật thật tốt mới giữ được cuộc thi như thế này. Chỉ còn 5 giây nữa và tôi vẫn chưa đoán đội nào sẽ thắng cuộc. Như vậy chúng ta hãy chờ các trọng tài công bố kết quả. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Reifen werden für Bietigheim Bissingen gut geschrieben. Jetzt geht es rüber nach Karlstadt beim Spielstand von 8:8. Sind es mehr oder weniger? Ja, hãy xem đội Karlstadt có bao nhiêu cái nhé. Chỉ có nhân vật này biết rõ thôi. Nhưng ông ấy sẽ không cho chúng ta biết ngay mà phải cùng đếm với nhau. Và lúc này khán giả đã tham gia đến cùng chúng tôi. Tổng số dòng đội Kansas là 14. 2 điểm cho họ. Và như vậy lần đầu tiên đội Kansas vượt lên dẫn trước 10-8. Đông đảo khán giả đã đến Kansas và tất cả đều cảm thấy rất thú vị. Bây giờ chúng ta hãy đến Trung Quốc. Anh chàng to lớn này sẽ đại diện cho những tay vợt khổng lồ mà người ta gọi là võ sĩ sumo. Diese Fleischkolosse rüber zu rollen insgesamt dreimal. Die Kulis sind fertig. Ja, gut. Achtung. Những con người to lớn này sẽ đi trên quãng đường giống như các nghệ sĩ lắc dòng ở cuộc thi lần trước. Họ phải lăn tròn cái bục này 3 lần. Yêu cầu chỉ có vậy thôi, nhưng không biết có dễ không. Và cuộc thi đã được bắt đầu. Tôi xin tiết lộ cho các bạn biết rằng những nhân vật này có khối lượng tổng cộng lên đến 180 kg.
Tôi chợt nhớ ra rằng trên thực tế môn sumo xuất phát từ Nhật Bản chứ không phải Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên các võ sĩ sumo xuất hiện trong chương trình vận động cùng. Không biết những con người to lớn này có làm cho khán giả bật cười hay không. Có lẽ một trong những đối thủ đã không tuân theo luật chơi rồi, nhưng tôi vẫn chưa thấy điều gì xảy ra cả. Thực tế vào lúc này, những khán giả đến xem chương trình vận động cùng đều rất cao thượng. Họ luôn muốn đội mình giành chiến thắng, nhưng cũng không ngần ngại tán thưởng nếu như đối phương thi đấu thật tốt. Tôi cho rằng đó là điều quan trọng, bởi không cần thiết phải quá căng thẳng trong một cuộc thi như thế này. Đó cũng là lý do tại sao tôi cho rằng thật hay khi có sự may mắn luôn đóng một vai trò nào đó trong việc quyết định kết quả. Tôi nhận thấy cuộc thi này không hấp dẫn bằng các cuộc thi khác mà chúng ta đã được chứng kiến, bởi không có nhiều hành động lắm, phải không các bạn? Nhưng dĩ nhiên, những người tổ chức đều mong muốn đem đến niềm vui cho hai loại khán giả đang ở tại hiện trường và khán giả truyền hình. Các khán giả tại đây nhận thấy cuộc thi khá quyết liệt và vui nhộn, bởi có thể tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra mà chưa chắc qua màn ảnh truyền hình các bạn nhận ra được. Nhìn chung, các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng những ý tưởng của các nhà tổ chức thật đáng trân trọng. Tôi lại nói quá nhiều rồi, đến nỗi quên luôn thời gian kết thúc của cuộc thi. Kết quả đội BB đã giành được chiến thắng với thời gian 2 phút 14 giây, trong khi đội Kansas vẫn chưa thể hoàn tất công việc. Dân, đúng như tôi đã nói, quả là rất khó khăn. Chàng trai đẩy cái bục có vẻ như không được dây thịt bắp lắm. Nếu làm công việc này thường xuyên, chắc chắn anh ta sẽ nở nang hơn. Rõ ràng, tôi cũng nghe được sự thở phào nhẹ nhõm của mọi người. Và anh chàng này thật sự nổi mạnh. Kết quả rất rõ ràng, 2 điểm cho đội khách, có nghĩa là điểm số lại được cân bằng 10 đều. Nhưng chỉ còn 2 cuộc thi nữa thôi. Nếu kết quả lại hòa, thì hai đội phải giải quyết bằng cuộc thi quyết định là tới còn. Đây là ý tưởng phía sau cuộc thi thứ 10. Những đối thủ của chương trình vận động trường sẽ bay trên tấm thảm hồng đi khắp châu Á. Và đột nhiên tấm thảm mất độ cao. Vậy họ sẽ phản ứng ra sao? Chỉ có một cách là họ liên tục nhảy bật lên để tránh để tấm thảm chịu nhiều sức nặng. Trên thực tế, đó không phải là lời giải thích thuyết phục đâu. Dân lúc này có sự thay đổi về ý tưởng. Các đối thủ giặt tấm thảm, quấn nó xung quanh người. Có những quy định đặc biệt về việc tự quấn tấm thảm. Đó là xung quanh thắt lưng rồi đến chân. Sau đó trở lại thắt lưng, công việc cứ thế mà tiếp diễn. Sollten wir hier den Babysitter-Pucki dazu spielen? Denn er wickelt sich wie ein Säugling. Den Hintern lässt er frei. Hakeler cho biết, công việc không giống như việc đặt đứa trẻ vào một tấm thảm. Ngoại trừ phần quan trọng nhất của đứa bé ở phía sau, phải được để trống. Hy vọng là anh chàng này không bị cảm lạnh. Tôi không ngờ rằng tấm thảm thần lại dài đến thế.
dâng đến phần cuối của tấm thảm rồi. Đứng thế, thăm tay các tấm thảm rất gọn. Bây giờ hãy đưa bàn tay ra phía sau đầu và chạy về đích. Việc đánh đích không được tốt đẹp lắm, nhưng dù sao anh đã làm được. Thời gian mà anh làm được là 2 phút 5 giây. Xin nhắc lại cuộc thi này có 2 tuần rồi được về thì đủ tiếp. Giờ bây giờ đứng được đội Canstar. Họ biết phải làm như thế nào để cùng được 2 điểm trong cuộc thi này. Eigentlich hatten wir vor, aus diesem Tisch ein Nagelbrett zu machen, denn bei uns stellt man sich ja die Fakir immer so vor, dass sie auf Nägelbretter schlafen. Aber wir haben es gestern versucht und sie haben es nicht ganz verkraftet, deshalb haben wir heute die Nägel rausgelassen. Aber er fiebert schon und wir warten. Achtung, 3, 2, 1. Tôi tự hỏi không biết họ có thực tập trước cho cuộc thi này hay chưa. Bốn người trên cái thảm nhảy lên rất đồng bộ. Họ rút được những kinh nghiệm từ khó khăn của đội BB. Giờ tôi cảm giác thay đổi cảm giác đang nhận thấy tới tôi một chút. Nên phát hiện, er noch kurze Hose trägt und ebenfalls eine blue Hose drauf. Zwei Minuten fünf Sekunden hatte der Fahrer aus Bietigheim Bissingen vorgelegt. Und diese Zeit heißt es nun zu unterbieten. Anh chàng này có vẻ như mất nhiều thời gian hơn để tự quấn tấm thảm quanh người. Theo tôi, yếu tố quan trọng là bạn phải tìm được nhiệt độ và giữ nó cùng với các đồng đội. Anh ta đang bị một trọng tài nhắc nhở bởi đã không quấn đúng như quy định. Các trọng tài của chương trình và một trường theo dõi rất tỉ mỉ. Đôi khi người ta cho rằng các trọng tài hơi quá khắt khe, nhưng dĩ nhiên cần phải như vậy để buộc hai đội tuân thủ đúng luật chơi nhằm tránh được sự phàn nàn bản tiếng. Ơi không may rồi. Không cần phải nhắc nhở việc đặt bàn tay ra sau đầu. Anh ta đã để tấm thảm rời ra trong những nỗ lực cuối cùng. Dù sao đội Canstar cũng đã thực hiện xong công việc, nhưng nhiều hơn 14 giây. Như vậy, 2 điểm cho đội khách BB. Họ đang dẫn 12-10 trước cuộc thi cuối cùng. Chúng ta có thể thấy được cách biệt giữa hai đội là 2 điểm ở trên bảng điểm. Điểm dừng chân cuối cùng của chương trình vận động tuần hôm nay là vùng đất của người Kozak. Người Kozak là những nghệ sĩ phi vũ tuyệt vời. Vì vậy, nhiệm vụ của các đối thủ ở cuộc thi cuối cùng là nhảy vòng quanh sân. Các bạn có bao giờ trông thấy người Kozak nhảy múa chưa? Chắc chắn sẽ không có gì khác biệt đâu. Lúc này, các đối thủ đội BB đang nhảy xung quanh sân. Anh ta sẽ làm bể các bong bóng màu vàng, tất cả là 8 cái. Việc làm bể các quả bong bóng phải được thực hiện bằng trái tim gắn trên nón. Các bạn có thể thấy rõ các cái kim đó. Khán giả được những tràng cười kéo dài bởi những quả bong bóng được chứa đầy nước. Như vậy, mỗi lần châm bể bong bóng, anh ta sẽ được tắm mát thỏa thích. Đối thủ đội BB vừa mới làm bể cái bong bóng cuối cùng và anh ta trở về đích.
Ít ra thì đối thủ của đội BB không đến nỗi bị ướt lắm. Thời gian thực hiện là 1 phút 2 giây. 2 Punkte für Bietigheim Bissingen. Hãy xem kết quả như thế nào nhé. Dân đội Bietigheim Bissingen giành được chiến thắng 2 điểm cho họ ở trận thi cuối cùng. Như vậy, đội Bietigheim Bissingen giành được chiến thắng chung cuộc với điểm số 14-10 trước đội Karlsruhe. Chương trình dành cho trường đến đây là hết. Hy vọng các bạn có những giây